Hey, xin chào cả mọi người nhá. Chào mừng trở lại với tôi Bắc Cát Việt Nam này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người cùng anh các bạn trong trình các bạn chơi tựa game tôi Bắc Cát. Cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Xin chào cả mọi người, chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo. Ở video lần trước chúng mình đã cùng nhau vượt qua cái màn Uduran đúng không? Mình chỉ các bạn cách mà các bạn có thể lấy được cái con mèo đấy. Thì sau khi mà các bạn kiếm được con mèo đó thì ở cái phần Legend State của các bạn ấy nó sẽ hiện ra một con khác đó, thì chính là cái con các bạn đang nhìn trên màn hình đây. Con này chính là Leonidam, là một con mèo special khác có khả năng làm chậm lên tất cả các trace đấy. Theo như mình nhớ thế, không biết là metal có ảnh hưởng không nhỉ. Thì đó, thì nếu mà các bạn muốn có được con này thì các bạn sẽ tiếp tục đánh Storm Legend tương tự như là cái con mèo Uran ấy. Thì khi mà các bạn đánh cái màn Sen Red Fox thì các bạn sẽ nhận được con này nhá. Ok. Ui giời, gần 2 tuần rồi mình mới làm được video tiếp theo các bạn ạ. Ui, bây giờ chúng mình đang có sự kiện Mystoria và nó đã quay lại đúng không? Đấy, thì nếu mà các bạn theo dõi mình từ cái tập 1, tập 2 gì đấy thì đấy cũng là cái thời điểm mà đang có sự kiện Mystoria luôn. Thì ngày đấy là mình có quay được vài con rồi đấy, chính là một trong những con ở trong banner này luôn. Thì hôm nay chúng mình sẽ cùng nói qua về cái banner này nhá. Thì với cả thông báo với các bạn một xíu, video này sẽ hơi dài tại vì mình có khả năng làm video dài hơn được rồi. Tại vì nói chung là trong video mình sẽ nói khá là nhiều thứ đấy. Ok, thì các bạn cứ xem thoải mái, xem từ từ, xem bình tĩnh, xem không có gì vội cả. Video rất là dài. Đó, Mystoria này. Thực ra mình cũng chả biết là nó dài hay không, nhưng mà mình đoán là mình sẽ nói khá là nhiều thứ ấy. Hiện tại mình đang bị F0 các bạn ạ. Mình đang dương tính với Covid đó. Thực ra từ tuần trước là mình không định mất quá lâu thế nào như này để mình làm một cái video cho các bạn xem đâu. Từ khoảng độ tầm thứ năm thứ tư tuần trước là mình đã định làm video rồi đó. Thế là trong cái lúc mình làm video ấy thì mình quay ba bốn video nhưng nó hỏng hết các bạn. Thế là mình đoán ngay là ôi xong rồi, cái máy của ông mèo bây giờ là nó bị về hưu rồi các bạn ạ. Nói chung là cái điện thoại cũ của mình nó bị hỏng rồi. Nó không phải là hỏng đâu, nhưng mà cái chức năng quay nó có vấn đề đấy các bạn. Thì mấy các tập trước của các bạn thấy đấy, mình nói chung là mình đang rất ức chế với cái con điện sửa thoại của mình. Thế là đến cuối tuần vừa rồi thì mình mới dành thời gian để mình mua được cái điện thoại mới. Ok, thì bây giờ cái điện thoại mới mình dung lượng nó quá là khủng khiếp đi, thì là mình có thể quay được video dài hơn. Đỡ phải lo các bạn ạ. Cái máy trước của mình có 16 GB thôi, mà cái máy hiện tại của mình ấy nó đang lên đến 128 GB. Oh, mình tải một đống game về trên điện thoại luôn, chơi cho đã. Ok. Đấy thì mấy cái hôm đầu mà mình dính Covid như thế, cái họng của mình nó cũng có vấn đề nốt các bạn ạ. Nói chung là cái điện thoại ấy, cả cái chủ của nó thì nó giống hệt nhau, nó đang đều có vấn đề cả. Thì hiện tại mình cũng gọi là khỏe hơn rồi. Vẫn dương tính ấy, nhưng mà mình nói chung là mình không sao cả, mình vẫn ổn các bạn ạ. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm mình nhá. Mình thấy rất là nhiều bạn hỏi thăm xong rồi nó kia các thứ, mình rất là vui. Thank you, cảm ơn các bạn đó. Ok, ui giời, chưa gì đã vừa mua được cái con điện thoại mới đã sale ngay quan con Red Ticket này. Thôi mình không mua đâu, mình quá tiền các bạn. Ok, chúng mình đang có sự kiện Mystoria và theo như cái khảo sát của mình thì có khá là nhiều, khoảng độ tầm 90% các bạn. Khoảng độ bao nhiêu nhỉ? Mình thấy có nghìn, khoảng độ tầm nghìn rưỡi cái lượt bình chọn ấy. Thì có đa số là kêu mình True Phong Khai, cho nên là mình đã cày cuốc một đống các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, 7 quả xanh này, 4 quả tím, 3 quả xanh lá, 3 quả xanh dương, 3 quả vàng, 3 quả epic. Ôi mà mình cày nhiều quá, bây giờ mình có tận 10 quả epic rồi các bạn ạ. Nhiều vậy. Đó, thì bây giờ chúng mình sẽ có thể nâng được em Khai béo này lên true form các bạn ạ. Đó, thì các bạn biết đấy, mỗi một cái quả này các bạn sẽ phải tốn khoảng độ tầm 200 energy để các bạn có được. Chỗ này mình có 7 này, 3 là 10 này, 3 13 14 là 17 này. 17 cộng 3. Chỗ này tổng cộng là 20 quả, chứng tỏ là 20 nhân 12 là mình tốn 4.000 năng lượng các bạn ạ. Đấy chưa, tốn kém chưa? Đầu tư chưa? Đấy, nói chung là khi mà các bạn nâng nâng mèo lên thì nó rất là tốn. Ê, hình như cái khả năng toán học của mình nó hơi bị óc chó thôi đấy. Thỉnh thoảng mình có thể mình tính sai, các bạn đừng bắt bẻ mình nhé. Ok, let's go. Mình sẽ chu phong con này đã, xong rồi lát nữa chúng mình sẽ nói qua về Mystoria. Đẹp chưa? Ui, trông nó có vẻ nảy hơn các bạn ạ, trông có vẻ nhiều da thịt hơn. Wow. Con này, cái con lợn này bây giờ nó có thêm hai con lợn con ở bên cạnh các bạn ạ. Đây, để chúng mình ra ngoài xem nhé. Em mày cười tươi quá. Đây, cái form form 1 trông có vẻ hơi hơi thiếu màu sắc các bạn ạ.
Form 2 thì thiếu màu sắc nhưng trông có vẻ hơi hơi quạo các bạn ạ. À, form 3 tươi tắn này. Hình như có hai cái sừng ở bên cạnh rồi. Xem nào. Ồ, con này có shield piercing này, shield piercing mình chả biết đọc đúng không. Có resist với cả wave này. Resist wave này là tốt lắm nhá. Cái này khá là ổn đấy. Resist với cả slow cũng được này. Resist weaken cũng được này. Attack buff thì bình thường. Đấy, attack buff thì bình thường. Ồ, con này bây giờ có gì khác không nhỉ? Con này vẫn có cái Lilo Strike này, nhưng mà lên cái này à, nó anti knockback các bạn ạ. Con này anti knockback này. Ồ, có rất là nhiều màn có knockback nhá các bạn nhá, có mấy con quái knockback khó chịu cực. Thề, có con Kai này đỉnh của shop luôn. Ok, mình nghĩ là sắp tới mình sẽ true form thêm Cat Machine các bạn ạ. Nhưng mà, ui, nâng con này tốn dã man. 4 quả epic, khiếp, tốn vai. Xong rồi, bao nhiêu ạ? 7 quả xanh, 7 quả đỏ, 4 quả tím. Trời ơi, cái này chết tôi. Ok. Ok, Mysterio nữa các bạn. Mình đoán là, à đấy, hôm trước là có Nikoluga xong là bao nhiêu cái mình. Nói chung là mình bận lắm các bạn ạ. Một ngày mình không thể nào mà kiểu trả lời được hết comment của các bạn ấy. Mặc dù là mình trả lời đa số comment rồi đấy, nhưng mà có nhiều comment quá thì mình không trả lời được đâu. Thì mọi người thông cảm với mình nhá. Lúc nào mình có thời gian mình mới xem mình trả lời được. Đó. Kể cho mình xem thử cái này mà. Đây thì nói chung là banner này thì nếu mà các bạn đọc review ở trên của cái quản trị viên cũ của mình trên nhóm gốc của mèo ấy, thì sẽ thấy đa số là rác. Tại vì mình thấy ai cũng bảo thế ạ. Trời ơi, sao lại thế các bạn ơi? Mình thấy trong banner này có mỗi vài con không ổn, còn lại là dùng được đổ lên nhá. Đấy. Thì trong này mình nghĩ là các bạn sẽ quan tâm đến con ngon nhất trong bộ này trước. Đó. Thì con ngon nhất trong bộ này vượt trội hơn toàn bộ số còn lại trong ở trong banner luôn. Đó chính là Juvens. Anh chàng đẹp trai bên phải các bạn nhé. Juvens. Juvens này là một con anti Angel. Đó. Nó có khả năng tank cực mạnh đối với Angel và nói chung là DPS to. Nói chung là cái gì ổn. Con này đánh giá và xếp hạng A. A trừ gì đấy. Mình không nhớ. Đó. Thì con này nói chung là rất là ok các bạn ạ. Nói chung là ngon đủ đường luôn đấy. Gọi kiểu siêu anti angel luôn đấy. Đó thì mình không biết con này có phải là best anti angel trong game không, nhưng mà đại loại con này là một trong những con gọi là rất là tốt. Khi mà các bạn nhắc đến angel solo angel thì con này quá xịn. Mình thấy có vài video con này một mình nó solo cả con angel cyclone đấy các bạn. Đó thì đấy là về Uber Juvens. Còn lại những con khác thì có gì không ổn có gì ổn. Đó thì nếu mà các bạn muốn có một con anti wave, tức là một con miễn nhiễm bởi sóng ấy, thì các bạn sẽ có thể rất là thích Aizawa giống mình đấy. Mình có Aizawa từ đầu video đến giờ là mình nhàn khối màn ấy, có nhiều màn mình cảm thấy rất là yên tâm khi mà mình mang con Aizawa này vào. Đấy. Thì mình thấy nó như thế, tức là các bạn có thể quan tâm đến lượng DPS của nó này, lượng đam, lượng sát thương, xong rồi bao nhiêu lâu đánh ra một phát này, hoặc là cái vòng lặp mà mình có thể gọi ra nó là bao lâu, tức là kiểu cái thời gian gọi nó, cái thời gian hồi ấy, nó có nhanh không các thứ chẳng hạn. Đấy thì trong này các bạn có một vài Uber mình nghĩ là các bạn nên sở hữu được. Đó thì có thể trong này các bạn sẽ muốn có Juvens này, Aizawa này, Michelia này, tiếp theo là Todomeki. Đấy mình nghĩ bốn con này là đủ, một hai ba bốn, bốn con này. Còn nếu mà các bạn sở hữu Mystica này, Hurst này, Weaven và Cornelia thì dùng được, trừ Cornelia nhé. Cornelia là con tệ nhất trong bộ này, tại vì cái thông số nó như dở hơi ấy các bạn. Thực ra con này, cái thông số nó còn kém hơn cả mấy con rare, cả super rare ấy, mình thấy thế. Nhưng mà nói chung là nếu mà các bạn có thì cứ dùng thôi, tại vì mới chơi thì ai cũng muốn có mèo xịn mèo ngon các thứ, nhưng mà nếu mà game nó không cho thì mình vẫn phải dùng thôi, đúng không? Đấy thì đấy là về sơ qua banner này. Todomeki thì anti alien khá tốt, đánh được cả với zombie nữa. Đấy cái thời gian hồi của nó cũng nhanh. Mystica thì cái range của nó rất là xa, hình như là tận hơn 500 rồi đấy, nhưng mà nó đánh lâu quá với cả sát thương cũng chả lớn lắm, thì mình thấy nó cũng bình thường. Còn Mystica ấy, ngày xưa mình cũng sở hữu con này rồi, nhưng mà con này anti black vậy, nhưng mà đánh anti black thì cái đấy nó không cần thiết lắm. Hurst này thì Hurst này có vẻ là một anti metal cực kỳ ngon này, nhưng mà nó lại có cái hơi chí mạng là nó lại đánh single đấy, thì tùy ván các bạn cứ cho bạn cũng được. Michelia mình thấy là một con gọi là kiểu khá là ngon, ngon vãi. Mình thấy con Michelia nó còn hơn cả Aizawa ấy, tại vì nó nói chung là mình thấy nó rất là tốt. Còn con Weaver này thì anti black ổn đấy, các bạn dùng được, cứ cho vào là dùng rồi. Đấy thì sơ qua là về bộ này thì như thế, có mỗi Cornelia ở đây là hơi hơi dở hơi, còn lại là gọi là bình thường. Mystica này hơi hơi dở hơi một tí nhưng mà cũng được, cái tầm đánh nó xa ấy các bạn, thì nói chung là nó vẫn có thể có ích chứ, nó các bạn dùng nó để hỗ trợ nữa mà, đúng không?
Đó, thì mình nói sơ qua thế. Thì để cho các bạn có khái quát tí thông tin. Xem nào. Chúng mình đang... À đấy, nhân tiện thì chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé. Video này không biết mình có đang công chiếu không à. Ok. À đấy, trong trong cái thời gian sự kiện này thì các bạn cũng sẽ có một cái con nhỏ nhỏ nó gọi là Toto. Mình có một con. Yes, mình có một con mũ bạc mới các bạn ơi, tuyệt vời. Đây này, các bạn có con Toto Cute vậy. A mini monster ally. Here from Astoria for a limited time. Increase Gamma Toto Reward. Tức là có con này thì cái tỷ lệ nhận được đồ ngon này nó sẽ cao hơn à. Nào, các em xếp hàng. Tên. Ôi, đáng yêu vãi, trời ơi. Cute vậy. Đây, mình sẽ sa thải một con này nha. Ellen, cút. Tạm biệt em, vĩnh biệt. Vĩnh biệt cụ, ok. Xếp hàng lại em ạ, đấy. Ok, mình sẽ cho bọn này đi đào mỏ. Hôm nay chúng mình chắc là sẽ chơi sự kiện này. Trong này chúng mình có TT Awaken này, Merz Awaken này, Healer Awaken này. Tại vì ngày xưa mình từng chơi rồi, thành ra là mình đã có hết mấy con này rồi nha. Mình chưa có True Form thôi. Mình nghĩ là hôm nay mình sẽ đánh thử True Form xem như thế nào nhá. Đây này, ngày xưa các bạn sẽ thấy mình có được con này. Nhưng mà mình chưa nâng tại vì mình không có khả năng đánh True Form ấy. Lúc mà mình mới ở chap 1 của Empire of God thôi, đánh không nổi. Ôi cái họng của mình. Không biết các bạn nghe giọng mình có khác không? Chắc là không khác đâu. Ok. Healer này, MCC này, TTCC này. Đó, mấy con này đều có form 3 cả đấy các bạn. Thì các bạn có đánh được không thôi. Thì hôm nay mình sẽ thử đánh ba cái này xem nào. Healer CC là con ngon nhất luôn đấy. Con này là con mà con này chính là cái con đem lại giá trị cho cái banner cho cái collab này luôn. Tại vì nó quá là hit này, các bạn nhìn cái effect của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Nhưng mà cái form 2 chỉ đánh single thôi. Còn cái form 3 của nó ấy, đánh area attack tức là nó freeze một lúc cả đống luôn đấy. Trời ơi. Kiểu nó quá đẳng cấp luôn. Cheese được khối màn đấy. Ok, chúng mình sẽ thử Healer Awaken luôn nhá, thử em nào. À đấy. Mình thấy ở trong góc của mèo có mấy ông đánh dozo khoe các thứ, để mình xem nào. Mình sẽ để mình muốn test cái này phát. Đánh cái này các bạn có thể được cut food đó các bạn nhé. Đây này. Ở chỗ cut claw dojo này. Đó. Thì nếu mà các bạn muốn xem phần thưởng của cái này thì các bạn có thể bấm vào cái chữ bên phải này, Reward List này, các bạn thấy không? Đó. Bấm vào đây nhá. Đó thì nó sẽ cho các bạn xem nếu mà các bạn đánh càng khỏe ấy, thì cái phần trăm của các bạn càng thấp. Đó thì cái quả các bạn sẽ càng nhiều. Đây, đây là cái phần reward này. Ví dụ như là những cái người đánh gọi là ở cái đẳng cấp Grandmaster thì nó sẽ được khoảng độ tầm đây, chỗ này ghi này, một Treasure Raider này và 110 các phút, quá nhiều luôn đúng không? Để mình xem là mình chơi đến bao nhiêu nhá, để xem ông mèo ông ấy đánh là đến đẳng cấp thứ bao nhiêu. Trong này mình nghĩ là mình sẽ chọn một cái đội hình gì đấy. Ui, Cat Machine đẹp vãi. Các bạn nhìn Cat Machine đẹp không? Cat Machine level 25 đấy. Đó, ok. Để mình xem nhá. Để mình xem nào. À, để khoe các bạn, hôm trước mình vừa True Form con này. Đẹp vãi, đẹp à? Maximum ấy, con này ngày xưa là Viking Cat. True Form đẹp phết. Ngày xưa mình muốn True Form nhưng mình cứ lười. Bây giờ sang nick này mình mới hết lười các bạn. Xưa mình mất nick. Xem nào, mình nghĩ là trong đội hình sẽ cần coi như là có hai con tanh ấy, hai con tanh là ổn nhất rồi nhỉ. Chúng mình sẽ ưu tiên những con mà đánh tầm xa mà sát thương nó ổn định các bạn ạ. Chắc chắn ở đây không có ai khác ngoài Crow Slernote và Mami Cat. Ủa, con Mami Cat là cái con mà cày điểm cho cái màn này luôn ấy. Để mình xem nào. Ngoài ra các bạn có thể cho Nagisa and Cat này vào nhé, cho mấy con collab khác đánh nhau luôn. Nếu mà các bạn có Eva Unit 02 thì màn này khá là ngon đấy, nhưng mà mình lại mất nick các bạn ạ. Quá đen, quá là đen đây. Mình như này ổn rồi đấy. Trong này chỉ cần thêm một vài con nữa, ví dụ như là trong này mình nghĩ là mình sẽ cho thêm Polyvolter Cat này. Con này bỏ ra này, cho vào tốn tiền lắm. Crazy Select có vẻ là ok đấy, con này bỏ ra nốt này. Có nên cho thêm, mình nghĩ là mình sẽ cho thêm một cái combo các bạn ạ. Để mình thử em mình được bao nhiêu điểm nhá. Mình này sẽ xem anh mèo anh đánh được bao nhiêu. Trong này chúng mình sẽ có thể sử dụng combo, mình nghĩ là mình sẽ sử dụng combo attack up đi. Attack up đi. Xem nào. Đó, attack up này. Combo này thì để mình xem mình còn dùng một combo nào nữa không. Attack up, attack power này.
Trong này đang có con sushi. Starting money up này ngon này. Ui, mình dùng combo này luôn. Phát hai combo nữa các bạn này. Thế cho hit. Ok. Bây giờ mình sẽ cho con này là missile này. Thêm một missile nữa em. Bây giờ chúng mình cho thêm missile nữa là Crazy War này, level 20 thôi, mình gà mà. Ok, với cả con nữa là Crazy Sexy Leg Cat level 20. Quá gà này. Anh mèo quá gà. Trời ơi, cái họng. Nono này. Đây, Nono cũng là một con ngon này các bạn này. Kiếm được con Nono này, đừng có mà đổi sang XP nhá, đừng có mà dại nhá, con này ngon lắm đấy. Con này nó như kiểu các bạn đánh với cả Black ấy thì rất là khó, con này sẽ giải quyết vấn đề các bạn. Trời nhơn. Rồi đẳng cấp rồi các bạn ơi. Chết. Rồi Mami sẽ giúp mình xử lý ván này các bạn ạ. Mami chưa bao giờ làm mèo thất vọng. Rồi. Mami bắn phát nổ trụ rồi nào. Xong rồi cho thêm Nagisa và Cat, lẽ mình phải nâng ấy nhỉ. Đó. Ui, tiền này lên chậm rồi các bạn ạ. Ui, hơi nhiều tanh rồi này. Ui, chết luôn này. Mỗi khi mà các bạn giết được một con ấy thì kiểu nó sẽ cho các bạn à mà này mà các bạn mà giết quái ấy, thì nó không cho các bạn tiền đâu nhá. Thành ra là chúng mình sẽ phải hạn chế hết cỡ. Tức là thường các bạn sẽ cho một con cánh tim ra ấy. Ủa, mình có một đống tanh cát ở đây. Ô, Todomeki này. Đây, Nagisan cát ra này. Bụng. Giờ chúng mình sẽ phải gọi thêm con Crazy Sexy Leg ra. Bùm. Ô, con rồng ra rồi các bạn ơi. Weaven này. Ôi, đánh cái này, đánh đấm này làm sao mà thành OB được các bạn. Mình thấy mấy anh em ở trong góc của mèo đánh toàn 1% khiếp thế. Nghĩa là mình mà này hơi gãy các bạn ạ. Trời ơi. Cần phải thêm Crazy Sexy Leg. Bùm. Một con rồng trông thế. Ghê quá, ghê quá. Chỉ là màn này bình thường thôi các bạn ạ. Thực ra, các bạn giết được càng nhiều ấy, trong khoảng thời gian ngắn thì các bạn sẽ càng nhiều điểm. Bùm. Hồ, các bạn giết được càng nhiều điểm nhé. Trong này đây mình nên bỏ bớt combo ra, xong rồi mình sẽ cho thêm con Mami của mình level 30 nữa các bạn. Mạnh lắm ấy. Ủa đồ, Healer CC này. À đó, con này Healer bình thường các bạn ạ. Healer Cat. Ok, mình đó, còn 29 giây các bạn ạ. Ép được có 65.000 điểm. Ôi dồi ôi, mình thua mấy anh em ở trong nhóm tận 100.000 điểm hả? Thôi, để đánh này dở. Đánh thế thì chết. Một con à. Đánh này dở rồi các bạn. Đây rồi. Mami ra. Hu. 73.000, trời ạ, yếu thế, kém ấy nhở, để mình xem mình được bao nhiêu nhá. Expert, wow. Đây, để tôi L21% để mình xem mình có xuống được tầm khoảng độ tầm hơn 10% không nhá. Đây, bây giờ mình thử thử xem nhá. Bây giờ mình sẽ xem ạ. Mình thề luôn, mình video sẽ lâu đấy các bạn ơi, các bạn đừng 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 chờ mong gì nữa. Tầm này không có. Mình cho Mega Aphrodite vào đi nhỉ. Bây giờ mình sẽ bỏ cái Starting Money up này đi. Phế vãi. Sau rồi mình sẽ bỏ một con tanh ra. Mình sẽ cho Ramen Cat vào nhá. Nhờn. Sợi. Mình sẽ bắt nạt cái màn này. Mình nghĩ là lần này điểm mình sẽ cao hơn. Đấy. Mình nghĩ là lần này điểm sẽ cao hơn đấy. Bây giờ mình mang Speed up đi nhá. Ok. Để mình xem mình có được điểm cao hơn trong cái này không. Chiến sự kiện này phát. Từ đầu không cần gọi nhiều quá nhiều tanh cát đâu các bạn ạ. Tại vì mình nghĩ là kiểu có tanh cát ra nó chết luôn đấy. Ồ, đừng chết. Ồ, may quá. Đây rồi, Mami đây rồi.
Đây, đoạn này mình cứ gọi từ từ thôi. Có Mega Aphrodite rồi. Mà này lẽ mang rớt đi còn hợp lý hơn là mang... À nhưng mà có con rớt mình chưa nâng các bạn ạ. Hồ, mang Aphrodite và chuẩn vãi. Ô, còn có 1 phút các bạn ơi, toàn rồi. Để xem có nhanh hơn không. Hô, 80.000 điểm này, 81.000 điểm này. Hơn nãy rồi này. Xem nào. Xôi, 18%. Đấy nhá, đấy nhá, đấy nhá các bạn nhá. Đấy, ông mèo. Thôi mình gà mà các bạn. Ok, chúng mình sẽ xem mà mình xem chúng mình sẽ cố gắng đánh được con Healer Awakened nhá. Để xem. Healer Awakened xem mình có nâng được mình đánh được con này không. Có thể là khó đấy các bạn. Nếu mà các bạn không chơi được màn sau ấy thì các bạn có thể chơi màn trước, sau các bạn mang Treasure Raider đi. Đó, nhưng mà hãy đảm bảo là các bạn thắng được màn này nhá, nó không mang Treasure Raider đi phí đó. Đấy. Ủa, mình đã có 101 cái cờ này. Bây giờ chỗ này nó hiện 99. Khiếp không? À, mình nghe đội hình chỉ cần như này. Uber carry các bạn ơi. Để xem nào. Đây rồi. Ồ, mình nghe đội hình như này rồi. Chơi thử em chúng mình có. Ơi nhưng mình mang Treasure Raider đi đúng không? Ôi dồi ôi. Thôi. Mình không mang Treasure Raider đi đâu các bạn ơi. Mình sẽ cầm đội hình khác đi. Hãy gọi mình là Uber Carry tại vì mình Uber Carry các bạn ạ. Chúng mình sẽ quắng đánh màn này. Wow. Eo ơi, kiếm được mấy con này xinh vãi. Nhưng mà mỗi tuần mấy con này nó không khỏe các bạn ạ. Thành ra kiểu game nó bị ghẻ lạnh mấy con xinh xinh các bạn. Các bạn nhìn mấy con mèo xấu xấu kiểu con ramen khác này. Trông nó ngu ngu và nó rất là khỏe. Đấy, còn mấy em xinh xinh như bên này thì yếu. Còn mình sẽ gọi gà ra luôn. Chết. Mình sẽ đi bắt nạt ngay mấy em nữ con đây. Mà sao 31 mình để form kia nhỉ? À. Wait, hôm qua mình vừa mới đánh được Crazy Titan các bạn ạ, nhưng mình không quay clip. Tại vì không quay được quái đâu. Nhưng mà thôi mình đánh luôn, tại vì bây giờ mèo mình khỏe lắm rồi ấy. Toàn mèo level 30 true form hướng dẫn quái được. Kiểu hướng dẫn toàn mấy con các bạn không có ấy, thì kiểu bị khó. Nhưng mà các bạn cứ chơi nhiều khỏe lên là tự khắc là các bạn thắng rồi. Chứ còn không cần phải được hướng dẫn. Mấy cái màn nào mà kiểu nó trick nó khó quá thì mình nghĩ là mới cần mình ra tay chứ. Các bạn chơi nhiều giỏi mà. Các bạn cứ xem từ cái tập 1 của mình nhớ biết. Các bạn xem không phải là xem chiến thuật đâu nhá, mà là xem là kiểu các bạn nhìn mình đánh. Các bạn sẽ nhận ra được cái cách mà các bạn đang có thể các bạn học được cái gì đấy. Mình nghĩ thế. Nên chơi game nó sẽ, các bạn xem video mình nó sẽ đem lại giá trị thế. Rồi, Yukimura quá đẳng cấp. Ô, thắng luôn rồi các bạn. Xong, ok. Còn một màn nữa các bạn nhé. Màn này là màn insane, màn này mới khó này. Thì trong màn này chúng mình sẽ bỏ con này ra này. Ở đây mình sẽ thay Crazy Select vào đây. Ồ, thế là Crazy mình còn thiếu đúng một con đấy các bạn. Thiếu đúng con mèo cá ấy. Con mèo Jackson. Để xem nào. Mà này thì không cần phải mang Treasure Raider tại vì 100% các bạn sẽ nhận được Healer Awakened nếu mà các bạn có form cái gì nhỉ? Mình vừa định nói gì? Tức là các bạn không cần phải mang Treasure Raider đi vì 100% các bạn sẽ nhận được sau khi mà các bạn vượt qua màn này. Đấy. Ok, trông mấy em ở đây có vẻ căng thẳng. Ồ, nó cũng chả khó lắm các bạn. Tại mèo mình khỏe quá rồi. Ui, trời ơi, nó xinh dã man. Chả sao cái lúc nó ở trong team mình chả thấy nó xinh lắm đâu, nhưng mà cái lúc nó là kẻ địch thì mình thấy nó xinh. Ok, mình sẽ mang Aphrodite ra nhá. Cho an toàn các bạn ạ. Ồ, mấy con cầm kim tiêm kia
chắc là đang tiêm vaccine Covid-19 đấy các bạn. Đấy, tiêm đau quá chết hết cả ramen cắt luôn. Ok. Ôi, lại có nhiều con cầm mũi tiêm ra hơn rồi các bạn ạ. Piu, ui mấy con này khỏe thế. Bằng. Ôi, chết hết luôn rồi các bạn này. Ô, con này là gì nhỉ? Cornella, con này là Uber sao đấy các bạn. Đẹp nhỉ, đẹp nhỉ, đẹp, đẹp dã man đấy. Cornella đấy các bạn. Thế mình không xem phim này nhưng mà mình thấy cái nhân vật đó nó trông khá là đẹp. Còn Healer trông ngầu dã man ấy. Con Juvens ấy các bạn. Xong rồi cái gì nhỉ? Có mấy con trông đẹp dã man. Aizua trông được. Aizua trông được. Con Hurt hình như là mèo thôi. Ok. Con rồng trông đẹp. Cái lần đầu tiên mình thấy cái banner này mình thích thích nhất con rồng luôn. Đấy, trông nó xịn không các bạn. Con rồng anti black thì thứ cũng được. Nhưng mà về sau thì kiểu các bạn sẽ có nhiều mèo mạnh hơn đấy. Cái lúc đấy thì không nói nhưng mà quan trọng là các bạn mới chơi thì các bạn không biết thì các bạn sẽ hỏi về. Đấy, mình nghĩ là con nào với các bạn cũng dùng được thôi, chẳng qua là có biết dùng hay không thôi. Ok. Ủa mình đánh được cả vào trụ luôn kìa. Ôi, mà này mình có Aphrodite dễ quá. Đúng Uber carry. Chứ còn mà này mà không Uber thì mình nghĩ là cũng được đấy. Để xem lát nữa có chơi rồi. Ôi, sợ vậy. Ôi trời ơi. Mà này không Uber carry cũng được, chắc thế. Nhà các bạn sẽ bị mất thời gian đấy. Tự nhiên có Uber không dùng lôi toàn mèo thường là dùng làm cái quái. Ok. Ui, dã man. Con nào đánh cái crit ấy nhỉ? Cái con Hurst các bạn ạ. Mình không biết đọc tên nó đúng không. Con tai mèo kìa các bạn. Nó anti-metal ấy. Đẹp nhỉ? Đẹp dã man. Mấy con bộ này đẹp phải. Kiểu cái hình đèn trông rõ chất nhưng mà bên ngoài trông ngu ngu đần đần này. Ok. Bùm. Ui, mình thắng trước cả khi ui, nhanh dã man. Ôi, lại một leadership nữa rồi. Đây, mình đang ở luôn các bạn ơi. Đẳng cấp luôn các bạn ơi. Đẳng cấp. Xem nào. Các bạn chú ý là cực kỳ nên sở hữu con này nhá. Con này mà các bạn không sở hữu là các bạn tiếc cả đời luôn đấy. Thì con này là một trong những con, nói chung là của nó kiểu phá game đấy các bạn. Nó người trông xấu dã man. Cái form 2 đang đẹp ạ. Dã man, kiểu nó đang đi cùng con mèo ấy. Sau form 3 biến thành con mèo luôn. Thế là giờ sau cái form 3 rõ khỏe đúng game kỳ thị. Ồ, có cả 10 cắt phút này. Tuyệt vời. Ok, mình có nên kết thúc video chưa? Mình nghĩ là mình kết thúc video rồi các bạn ơi. Cho lúc mà mình làm video tiếp. Bây giờ mình có máy mới rồi, quay thoải mái hơn. Video chắc là được 30 phút rồi đấy. Mình xem nào. Nếu mà các bạn có gì thắc mắc thì cứ từ từ, mình nghĩ là mình sẽ giải quyết được. Còn nếu mà các bạn mình không biết nói nào cả. Đấy, nói chung là mình không biết nói gì nữa các bạn. Hiện tại thì cổ họng mình vẫn đang hơi đau nha. Mình cũng không nói được nhiều lắm. Chứ mình vẫn muốn làm video. Ui, nhiều màn quá các bạn ơi. Lúc nào quay video đánh tiếp đi. Ok. Chắc video này mình sẽ dừng ở đây thôi các bạn ạ. Tập này chúng mình sẽ kết thúc ở đây rồi. Hôm nay chúng mình kiếm được Healer CC Awaken này. Xong rồi đánh Dojo Cat đúng không? Ok, ở video tiếp theo chúng mình sẽ thử đánh TT mà. Hoặc là mình có thể tự chơi, mình làm video khác về cái gì đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Bye bye. Yeah.